Ok, hello anh em nha, là lại mình đây VTN Channel rồi mọi người. Hôm nay mình sẽ giúp anh em đột nhập vào cái tháp đèn này nha mọi người, gọi là tháp hai đèn này mọi người. Thì đột nhập như thế nào thì anh em bước chân theo mình nha. Thì ở đây thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu đi đột nhập vào nha anh em. Thì đầu tiên thì ta đối nhân vật, thì chiến với nhân vật cao này anh em. Sau đó đầu là chúng ta ra vào trong cái tháp hai đây nha, lại đột nhập vô để câu những cá quý hiếm anh em. Thì con game này thì anh em cũng ít có anh em biết được rằng đột nhập, cách đột nhập để vô trong cái gói đen này như nào. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để đột nhập vô cái gói đen này. Thì chúng ta tới ngay chỗ ghép này này, đây ghép này nha. Sau chúng ta bao thành vào, trong khi bao thì chúng ta vừa bao vừa chắp mũi tên lên đó mọi người, thì nó sẽ đồng vào cái nói chung là có vật cản gì đó đó, còn là game nó làm thì nói chung là lúc nào nó có lỗi đó anh em. Thì chúng ta cố gắng xíu thì chúng ta vào được thôi. Ở đây thì mình nhảy nãy giờ thì mình bơi rất là nhiều rồi, thì đồng bạn chưa vào mọi người. Thì anh em kéo cái màn hình zoom cao lên cho mình, đặt anh em nào kéo cái nút thanh bên tay trái kéo lên thôi là vào đó mọi người. Ok, mình đã vô trong cái ngõ hai đen này, gọi là đi xuyên mắt ra nè. Thì chúng ta vào trong này để làm gì? Vào cái này để chúng ta câu cá này. Thì trong này thì có nhiều tiktoker vào trong này câu cá, rất là nhiều cá, với loại cá quý hiếm luôn mọi người. Thì chúng ta đối với nhân vật lùn này để ăn chi, để cho anh em đứng nó khỏi bị vướng á. Và anh em nhớ là trong này không được nhảy nha mọi người, nhảy nó sẽ bung ra ngoài, chỉ được câu thôi. Thế thì chúng ta sẽ câu con đầu tiên, đó là cái nhắc quan trọng đầu tiên nha mọi người. Thì lần đầu tiên mình edit con game này cho nên là nó có nhiều cái nó hơi vấp ngã, anh em nào mà cảm thấy chỗ nào vấp thì cứ comment ở dưới đó mình để sửa lại nha mọi người. Tại giờ cũng khuya rồi, giờ hiện tại cũng 10 giờ rưỡi rồi mọi người. Ok, phát đầu tiên thì mình nhát bỏ nha mọi người, xé bỏ đó, rồi xé bỏ đó, để chúng ta chuyển qua ghép khác. Nói chung là trong này là nó di chuyển nó hơi bị tù xíu nha anh em, tại vì cái ghép nó rất thấp, chỉ cần một bước nhảy là chúng ta có thể dâng ra khỏi cái móc này luôn, dâng ra ngoài luôn đó. Ok, chúng ta lại còn cái bấm 2, bấm 3 rồi nè. Ok, chúng ta xem cái con cá gì rồi. Đây cũng chờ đón con gì đó nha. Ok, mình được một con cá dẹp anh em ạ. Cũng được rồi. Ok, chúng ta tiếp tục với lượt quan cảnh tiếp theo. Thì trời cũng chập tối rồi mọi người ạ. Trong con game này là trời chập tối. Và hiện tại đi trước mặt anh em nên là hiện tại băng 4 à, thì chúng ta chờ đón xem băng 4 này là cái gì ha. Ok, nhập rất là nhiều luôn. Anh em thấy nhập kinh chưa? Rồi ok. Ok, nó lên bờ rồi mọi người ạ. Và là con cá người mọi người. Cá người. Ok, tiếp tục chúng ta lại cuộc hành trình đi săn cá lớn ở tại cái khu vực, tại khu vực hải đăng này nha mọi người. Ok, thì tiếp tục chúng ta lại có được cây bông hai này mọi người. Thì chúng ta coi chờ đợi thêm cái bông hai này nó lên cái gì nha mọi người. Ở trong khu vực này thì có rất là nhiều anh em câu được cá mọc. Nói chung là cá thuộc dạng cá quý hiếm hết. Chúng ta được một cá thị tinh mọi người ạ. Tiếp theo chúng ta tới tiếp một cây bắn nữa, gọi là bắn 3 luôn. Còn 2 bắn 3 gì đó nó tương tự nhau rồi. Nói chung là mình cũng khó không biết.
Thì ở đó chúng ta bán được một con bánh tuột. Tiếp theo chúng ta lại bán gần tiếp. Ồ, thì bên kia thì hình như là được một cái bóng năm mọi người ạ. Ồ, mình cũng không thua kém. Trong mình cũng đang có cái bóng năm. Rồi em nó đang cắn câu và chúng ta được một con cá thương rồi. Ok, tiếp tục. Còn gì đây? Con cá gì đây? Hí, gần em. Chúng ta lại có bạn. Ok, chúng ta lại được con mặt tuột mọi người ạ. Bạn nào bị lam, lại quay màn hình đó luôn. Hao bị giật á. Mọi người xem thông cảm với mình nha. Vậy là mọi người ơi, này là bấm 2 thôi nha. Này chỉ được bấm 2 thôi. Ok, chúng ta được một con cá phải màu rồi. Cũng khá là ngon đấy. Chất lượng của anh em, đối với anh em nào mà vô đây kỳ tiền á thì gọi là quá là chất lượng và là ok rồi đó. Ok, chúng ta lại tiếp tục với cái bóng 3. Bóng 2, bóng 3 thì nó tương đương với nhau, nói chung là nó cũng không có xếp xí to gì mấy mọi người, không khác nhau gì mấy. Chứ bóng 5 thì nó khác lắm, cánh câu mọi người. Ok, chúng ta lại được một con cua hoàng đế nè. Bạn hơi bị lam mọi người, hơi bị giật. Giật là do lúc mình quay màn hình á, iPhone nó nóng lên nên nó giật. iPhone nó mất tiền vậy. Ok, chúng ta lại có tiếp cái bắn nữa. Nó trong một bóng 2, bóng 3 gì đấy, nó tương tương thôi. Đến lúc nó nhầm thì anh em phải cười nữa. Ok, con cá mấy màu luôn mọi người ạ. Tiếp tục thôi. Ok, thì bây giờ thì cũng khá là khuya rồi, cho nên là mình cũng giảm thiểu bớt sự bình luận mọi người. Ok, chúng ta lại tiếp tục có một cái bắn nữa. Bắn này thì cũng ta gọi là bắn 2, bắn 3 đi. Trời lại tối rồi anh em. Lên nào. Ok. Ok, chúng ta lại được một cái dẹp luôn rồi. Ok, tiếp tục thôi. Còn đây là cũng một khu vực đó nhưng mà ở góc quay khác nha mọi người. Hiện tại mọi người đang thấy trên màn hình là cái bóng 5. Đã đây là một cái bóng 5 khá là to, 4-5 gì đó mọi người ạ. Lại ria rồi. Thường thường cá lớn nó rất khó câu nên là ria rất là nhiều người. Lại ria kinh thế. Ok, ra thôi. Ok, chúng ta lại được một con cá thương nữa mọi người. Con cá thương thứ hai rồi. Tiếp tục mọi người. Lại đi sang bóng 5 cho mọi người đây. Ok, ở dưới cái bóng 5 này thì mình tạm thời bị hút mọi người ạ. Thì tiếp tục vẫn một cái bóng 5 nữa. Nhưng mà vẫn là một cái bóng 5 này bị hụt. Tại bóng này, 5 này anh rất là nhanh. Đó, anh ngay phát đầu tiên luôn. Thì ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nào mà thấy hay thì hãy để cho mình một like và một subscribe để đăng ký ủng hộ kênh nha. Ok, bye bye. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp anh em vào clip lần sau.